mùi mà tăng kẹo quá không vậy? Mùi sao tăng kẹo quá không vậy? Hello, chào mừng các bạn đến với kênh channel của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái quần lưng sư tử nha các bạn. Và những video trước mình đã quay cho các bạn những về màu hồng và màu gì đó về đội lưng của mình rồi. Và clip này mình quay trước khi các bạn mình múa lưng, nhưng mà mình clip này mình sẽ đợi mình đăng xong múa lưng xong mình sẽ quay và sẽ hướng dẫn cho anh em, nhiều anh em nó sẽ biết hơn nha. Còn tại vì thời gian trước là mình sẽ quay về múa lưng chứ mình không có thời gian mình quay cái này được, nên mình đành clip này các bạn xem này là mình đã quay trước khi đội lưng mình tổ chức múa lưng nha các bạn nha. Và trước khi anh em xem này, nhớ cho mình một like và một đăng ký, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm một cái quần sư tử nha, quần long kích nha anh em, quần nặng nha anh em, hiểu không? Đây là quần long trắng hồng của mình nha anh em, đã xem những cái clip video múa lưng của mình rồi đó, đây nha, trắng hồng rất đẹp nha, nặng lắm, cái quần này tầm khoảng 2 kg với các bạn. Mình sẽ quay hướng dẫn cho các bạn làm chi tiết nha, để mình trải ra đấy nha. Đây nha, và giờ mình sẽ đổi hướng camera lại quay cho các bạn xem nha. Và đây anh em nha, mình quay cái hướng camera này mình sẽ chỉ cho anh em là cách may quần này rất là dễ nha. Những đốt lông mình cắt ra các bạn, bạn thấy không, những đốt lông hồng này cho nó phía cao bạn nhìn dễ coi nha. Mình sẽ lật ngược cho bạn xem nè, thấy không, được thấy không, một miếng lông này lông nhân tạo bạn, mà mình cắt khúc ngắn ngắn nha. Nhưng mà mỗi khoảng cách đè cái này là lên 5 nha các bạn, khoảng cách đó. Như khoảng cách này là nó được 15 nha, nhưng mà bạn phải làm cái lông 20 để nó 5 cm bạn, nó đè lên lông này nè, và nhìn nó sẽ được đẹp hơn nha. Mình làm tổng cộng là 4 đốt các bạn, 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, đốt này là đốt thứ 4 và đốt màu hồng là đốt thứ 5, là tổng cộng là 5 đốt nhé. Và nhìn thấy không, múa đẹp, đẹp, múa là lắc đẹp đó các bạn. Bạn nhìn nè các bạn nha, thấy không, thiếu quần đây ra, mình sẽ chỉnh cho đẹp này. Cắt này là các bạn cắt nửa cái quần á, kiểu may quần đó các bạn. Mình sẽ lột ngược lại cho anh em xem coi cái cách may quần nha. Nó phải may như may mấy quần bình thường mình may luôn nha. Cách may quần này, may lưng là mình phải quay nửa quần chắp lại nè. Anh em nhìn kỹ nè, thấy không? Nhìn kỹ không nè, này không có cái gì nối nha, nó chỉ nối phía trong này thôi nha. Là mình cắt vải á, mình cắt nửa ra nè, là nửa ống bên này. Mình chắp hết lòng với nửa ống bên này xong, rồi nửa ống bên này xong là mình ghép hai cái ống thành một cái quần. Em hiểu không? Thấy không, thấy không? Chỉ có đường chỉ nó nằm ở giữa thôi nè, đó bạn may rồi nè, thấy không, thấy được những đường may không? Cái này là có những ai thợ may mới biết may được, và này là muốn làm có thể tự tập làm cũng được, rất đẹp luôn, mình đã lắm này. Đây, và bây giờ mình sẽ truyền cho anh em xem clip mình lắc nha. Và anh em thấy clip mình lắc thế nào, thấy dễ thương không anh em, thấy dễ thương không ạ? Nha, lột nhẹ chút này nha, chị hướng dẫn các bạn. Năm ngoái là mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn làm quần, nhưng mà cái quần đó là cái lông nó lại nó dính liền. Còn năm nay mình chơi mới hơn là mình đã cắt ra từng khúc và nó sẽ đẹp hơn. Khi múa các bạn nhảy nó sẽ tung tua, nó sẽ đẹp hơn nha. Cái này là mình làm đường dây kim tuyến nha anh em, thấy không? Nha, là video nó chỉ ngắn gọn và hướng dẫn anh em có vậy nha, từng như thế này. Khoảng cách 15 này, thấy không? Và cộng lông này là tới 25 lận nè. 120 để mà đè 5 cm lên thôi. Đó, cái quần nó đẹp hơn. Và càng nhiều đốt em biết không, càng nhiều đốt nó càng ngắn này, càng nhiều đốt á nó càng đè lên nhiều, là nó càng dày nó càng đẹp hơn. Và bây giờ mình chỉ hướng dẫn các bạn vậy thôi nha. Và anh em xem video thế nào và đã có nguyên lý hoàn thành một cái đuôi như nào, mình đã cố gắng làm cho anh em xem đó. Và nếu anh em thấy hay thì giới cho mình một like, một đăng ký và nhấn chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Và anh em có gì cần thắc mắc hãy bình luận phía dưới để mình hỏi, mình sẽ giải đáp cho anh em hơn nha. Anh em cứ hỏi đi, mình sẽ biết mình gì, mình sẽ cố gắng chỉ và cùng nhau phát triển nha, và hãy ủng hộ kênh mình càng ngày càng phát triển hơn nha. Và mình là Khải Nguyên, xin chào và hẹn anh em ở những clip tiếp theo.